Hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng lan nắng. Và đây là cây dendro chớp bẹp ha cô chú, một cái mặt hoa chớp rất là đẹp. Và hàng này là mặt hoa rất là chuẩn ha. Chớp luôn cả mặt trước và mặt sau nha cô chú, thấy không? Hai mặt đều chớp rất là đẹp. Và đặc biệt cái chớp bẹp này thì hoa của nó là cực kỳ thơm luôn, mùi rất là thơm ha cô chú. Và hoa của nó là hoa quanh năm, vò hoa cực kỳ dài luôn á. Và hoa này thì nó tầm khoảng 40 cm, 40-50 cm á. Đó, cây rất là đẹp ha cô chú, dendro chớp bẹp. Và cái dòng này thì nó chớp luôn cả lưỡi nè. Đó. Đó, cô chú thấy không? Chớp luôn cả lưỡi nè. Và giá của nó rất là mềm. Đồng giá 250.000 một chậu. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là dendro chớp bẹp nha cô chú. Và sau đây con sẽ giới thiệu cho chú mình cái hình cây của nó. Mặt hoa chớp rất là đẹp ha, chớp rất là rõ ràng luôn á. Đây. Và ngày hôm nay thì bên cái hàng bên con về chỉ còn đúng là khoảng có 50 chậu thôi, không có hàng nhiều nha cô chú. Một chậu như vậy thì tầm khoảng 2-3 thân nè. Đó. Cây rất là đẹp ha. Đây. Cô chú nhìn cái mình nhìn cái nụ là biết nó chớp hay không rồi nè. Rất là đẹp cô chú. Đây là dendro chớp Bensuda. Xin lỗi chú, đây là dendro chớp chớp bẹp. Con bị nhầm ha cô chú. Đây là chớp bẹp. Đồng giá là 250.000 một giò nha cô chú. Một chậu như vậy tầm khoảng có 2-3 thân trở lên nè, cây là rất là mướt luôn á. Và kích thước cây thì nói chung là nó dài từ khoảng từ gốc lên tới đầu lá tầm khoảng có 30 cm ha. Từ gốc lên tới đầu lá tầm khoảng có 30 cm. Đó. Và dòng này thì nó rất là xiên hoa, cho hoa là hoa quanh năm luôn. Và hoa của nó là cực kỳ thơm nha cô chú. Đây là dendro chớp bẹp. Đó. Có một số cây đang có nụ nè, nhưng mà ít lắm, 1-2 cây thôi, không có nhiều. Mặt hoa thì mặt hoa rất là chuẩn nên cô chú mình cứ yên tâm mình về mình trồng ha. Chớp rất là đẹp của chú. Và cái mặt hoa chớp thì nó rất là ổn định ha. Và hoa là cực kỳ thơm luôn. Đây là dendro chớp bẹp. Thân là ú nần của chú. Cây rất là đẹp ha. Nói chung cái dòng này là nó, con về cái lô này là đẹp nhất trong các lô con từng về luôn á. Và mặt hoa rất là chuẩn. Đồng giá là 250.000 một chậu nha cô chú. Số điện thoại của mình con là 0908 846 804. Địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đó, cô chú nhìn một số cây của con này ha, rất là đẹp ha. Dendro chớp bẹp, cây là ú nần luôn, rất là đẹp cô chú. Đồng giá 250 một chậu. Cây là cực kỳ khỏe luôn. Hàng này là hàng mình về chứ việc là mình tách cho thông rồi mình trồng lại thôi. Đó, nói chung là rất là dễ trồng nha cô chú. Dendro chớp bẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Dendro chớp bẹp.